Hoài Sa và Thê Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thê Nhung. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là một bản tin cho biết vào chiều ngày 14 tháng 5, giới hữu trách ở tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo thông tin về vụ tai nạn khiến cho 5 người chết và 2 người bị thương tại huyện Đức Trọng vào sáng cùng ngày. Theo báo cáo thì vào buổi sáng đó, xe tải do tài xế Trần Trọng Tính, 28 tuổi, ngụ ở Đức Trọng, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt đi thành phố Sài Gòn. Khi đến xã Hiệp An ở huyện Đức Trọng, chiếc xe tải này đã va chạm với một xe máy khiến cho 2 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, tài xế Tính lại tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng thành phố Sài Gòn với tốc độ cao. Chạy được 2 km đến thôn Phi Nôn ở xã Hiệp Thạnh, xe tải đã trượt dài và đâm vào xe tải nhỏ cùng với 4 chiếc xe máy, 1 chiếc xe đạp điện. Chiếc xe này lại tiếp tục tông đổ một trụ đèn chiếu sáng, một trụ điện hạ thế. Sau khi xe tải dừng lại, nhiều người và phương tiện đã bị đè ở phía dưới. Mọi người đã gọi nhau tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài, nhưng xe tải quá nặng, phải đợi lực lượng chức năng điều xe chuyên dụng đến. Vụ tai nạn đã khiến cho 5 người chết, 2 người bị thương. Qua kiểm tra, xe tải gây tai nạn mang nhãn hiệu Hino, sản xuất vào năm 2015. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do xe tải chạy quá tốc độ. Trong khi đó, thì có một nam công nhân đã tử vong sau khi uống rượu với bạn. Vào chiều ngày 14 tháng 5, Công an của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra vụ việc có liên quan đến một công nhân đã tử vong nghi là do ngộ độc rượu. Trước đó vào sáng ngày 13 tháng 5, người dân đã phát hiện tại lán công trình thi công kè sông Thạch Hãn của thành phố Đông Hà có 2 công nhân đã gặp nạn. Nạn nhân đầu tiên được phát hiện là anh La Văn Tiễn, 30 tuổi, nằm ở Bắc Tỉnh khu vực bếp. Người thứ hai được phát hiện là anh La Văn Banh, 33 tuổi, cùng trú tại huyện Quỳnh Nhai, nằm bất động ở trong lán công trình. Mọi người đã hô hấp nhân tạo nhưng anh Banh vẫn không thể cử động. Nhân viên y tế sau đó đến hiện trường và xác định nam công nhân 33 tuổi đã tử vong từ trước. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sức khỏe anh Tiến đã ổn định trở lại. Nam công nhân này cho biết vào tối ngày 12 tháng 5, cùng với anh Banh đến nhậu tại một quán vỉa hè ở khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương. Hai người uống hết 1,2 lít rượu ngâm rễ cây, rồi về lán ngủ đến sáng thì được mọi người phát hiện. Nhà chức trách đã tiến hành lập biên bản của vụ việc, lấy mẫu rượu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Thưa quý vị, trong khi đó thì Hải Phòng đã chi gần 3.000 tỷ đồng để xây cầu vượt và làm phố đi bộ. Chiều ngày 14 tháng 5, giới chức ở Hải Phòng đã khởi công 2 dự án xây dựng trục đường Hồ Sen và cầu Rào 2, đồng thời chỉnh trang bờ sông Tam Bạc thành phố đi bộ. Theo báo cáo của chủ đầu tư là giới chức ở quận Hồng Bàng, thì dự án được phê duyệt vào ngày 31 tháng 10 năm 2017, có tổng diện tích đất thu hồi hơn 50.000 m2. Trong đó, 375 gia đình sống trên địa bàn ở phường Hạ Lý và 4 tổ chức nằm trong diện di dời. Được biết, sau khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ giải quyết tình trạng quá tải, ùn tắc, tai nạn giao thông, kết nối trung tâm thành phố với đường cao tốc Hà Nội và Hải Phòng. Tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa và các khu đô thị, khu du lịch thuộc quận Dương Kinh ở quận Đồ Sơn. Để hoàn thành dự án, thì thành phố đã trích hơn 1.454 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, trong đó chi phí xây dựng công trình là 768 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành 2 dự án đến hết năm 2019. Thưa quý vị, một bé gái 3 tuổi đã bị cô giáo đánh liệt dây thần kinh. Gia đình của anh Nguyễn Duy Tân, 26 tuổi, ở xã Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa, đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu bạo hành của một nữ giáo viên, khiến cho con gái của mình bị liệt dây thần kinh số 7, dẫn đến biến chứng méo miệng. Anh Tân phản ánh, sau buổi học vào hôm ngày 3 tháng 5 ở trường mầm non công lập Nga Hải, bé Hải Yến đã kêu đau vùng gáy. Bà nội gặng hỏi thì bé kể đã bị cô giáo đánh. Từ hôm đó, bé thường xuyên quấy khóc và không muốn đến trường. Gia đình tìm đến trường hỏi cô giáo Mai Thị Thanh. Cô thừa nhận do Yến nghịch nên đánh vào người. Vì không thấy vết sưng và thương tích bất thường nên phụ huynh đã đưa con về mà không có ý kiến thêm. 3 ngày sau, bố mẹ thấy con gái vẫn kêu đau và có biểu hiện méo miệng, co giật nên đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn để kiểm tra. Bác sĩ kết luận, bệnh nhi đã bị liệt dây thần kinh số 7 do tác động ngoại lực. Miệng cháu bị méo nên đang được chăm cứu và điều trị tại bệnh viện. Vào ngày 14 tháng 5, ông Phạm Đức Anh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Nga Sơn cho biết, cán bộ của phòng đang làm việc với trường mầm non Nga Hải để làm rõ nghi vấn cô giáo đánh học trò. Sau khi có kết quả xác minh, phòng sẽ có hướng giải quyết cụ thể.
trận mưa lớn nhất từ đầu năm đã vượt quá khả năng thoát nước của Hà Nội. Vào sáng ngày 14 tháng 5, trao đổi với báo chí về trận mưa lớn nhất từ đầu năm gây ngập úng ở Hà Nội vào tối hai hôm trước, ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, công ty đã cố gắng hết sức, huy động gần 2.000 nhân viên ứng trực tại các điểm cảnh báo có mưa lớn và ngập. Tuy nhiên, do đây là trận mưa trên diện rộng, cường độ lớn trong thời gian ngắn nên đã vượt quá khả năng thoát nước của hệ thống 70mm trên 2 giờ của thành phố này. Về việc nhiều điểm ở quận Cầu Giấy ngập sâu trên yên xe máy, ông Sương nói rằng do khu vực này là vùng trũng, chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước theo đúng quy hoạch. Đại diện công ty thoát nước Hà Nội nói rằng hiện tại quận Cầu Giấy đã được giao đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước ở các tuyến phố Hoa Bằng, Phan Văn Trường. Dự kiến quý 2 này sẽ khởi công. Khi được cải tạo và xây dựng hệ thống cống thoát cao và rộng khoảng 2 mét, hy vọng tình trạng ngập lụt ở khu vực này sẽ chấm dứt. Bản tin tiếp theo cho hay về 250 gốc cam đặc sản ở Hà Tĩnh đã bị chặt hạ. Vào ngày 14 tháng 5, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết đang cử cán bộ phối hợp với chính quyền của xã Sơn Quang để truy tìm người đã đốn hạ 250 cây cam của gia đình ông Nguyễn Văn Trung, trú tại thôn Sông Con. Được biết, vào một tuần trước, ông Trung đã phát hiện ra vườn cam Hương Sơn và cam chanh trồng trên diện tích là 25.000 m², cách nhà ông khoảng 700 m đã bị phá hoại. 250 gốc cam được trồng cách đây 2 năm, bắt đầu đến kỳ cho thu hoạch quả vụ đầu thì bị chặt gốc, đổ ngổ ngang. Ông cho biết, vườn cam là công sức nhiều năm chăm sóc đã nay đã thành công gốc. Hiện nay thì thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, chủ tịch của xã Sơn Quang đã cho biết, thời gian gần đây, ông Trung có xảy ra mâu thuẫn với một người dân trên địa bàn liên quan đến chuyện đất đai. Thưa quý vị, một bé trai 3 tuổi đã bị chó cắn khi học trong trường. Vào ngày 14 tháng 5, ông Phạm Xuân Duy, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Bỉm Sơn ở Thanh Hóa cho biết, đang yêu cầu hiệu trưởng của trường mầm non Bé Ngoan báo cáo việc một bé trai 3 tuổi bị chó cắn phải nhập viện. Gia đình bé Lê Tuấn Tú phản ánh rằng, vào sáng ngày 28 tháng 4, bé trai được đưa đến trường mầm non Bé Ngoan ở thị xã Bỉm Sơn. Trong giờ ra chơi, bé Tú lại gần khu chuồng chó thì bất ngờ bị chó cắn vào trán và mắt. Sau khi sơ cứu, Tú được chuyển tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để chữa trị do vết thương quá nặng. Bà Vũ Thị Mai Anh, hiệu trưởng trường mầm non Bé Ngoan xác nhận, bé trai bị cắn một vết thương dài ở trán khoảng 5-6 cm. Nhà trường đã cùng gia đình đưa cháu tới bệnh viện để điều trị. Hiện bé Tú đã ổn định sức khỏe và đi học trở lại. Cũng theo nữ hiệu trưởng, thì con chó cắn bé trai được bảo vệ nhà trường mua về nuôi khoảng 2 tháng nay do mới đẻ nên rất hung dữ. Được biết, mầm non Bé Ngoan là trường tư thục và hoạt động từ năm 2010. Bản tin tiếp theo cho hay về lời biện hộ của thầy giáo bị tố là sàm sỡ nhiều nữ sinh. Thưa quý vị, vào sáng ngày 14 tháng 5, ông Nguyễn Trọng Quý, hiệu trưởng của trường Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau cho biết, ban giám hiệu đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ thầy sâm đã bị nhiều phụ huynh tố cáo sàm sỡ với các nữ sinh. Do cơ quan điều tra vào cuộc nên trường tiếp tục cho ông sâm nghỉ dạy. Trong tường trình gửi cho ban giám hiệu, thì thầy giáo đã viết rằng hôn nhân của mình đã từng có đổ vỡ một lần. Ông có con gái học lớp 10 đang ở cùng mẹ ở thành phố Cà Mau nên cho con ít có điều kiện gần gũi. Xuất phát từ việc thiếu thốn tình cảm của cha và con gái, trong lúc dạy học, ông đã có những cử chỉ thân thiện như vò đầu, nắm tay, vuốt tóc của học sinh và không nghĩ đó là sàm sỡ. Hai tuần trước, hiệu trưởng trường Thới Bình đã cho thầy sâm tạm nghỉ đến ngày 12 tháng 5 để giáo viên này ổn định tâm lý và làm việc với tổ xác minh đơn tố cáo. Theo nội dung của đơn, các phụ huynh cho rằng ông sâm đã sờ má, bắp chân và đụng vào ngực của nữ sinh lớp 8 và lớp 9 khi các em học thêm tại nhà này. Tường trình của thầy Sâm được trường chuyển đến phòng giáo dục đào tạo huyện Thới Bình để nơi đây xem xét xử lý theo thẩm quyền. Phòng này sau đó chuyển vụ việc đến cơ quan điều tra để làm rõ. Xe hơi đột nhiên bốc cháy ở Vĩnh Long. Thưa quý vị, gần trưa ngày 13 tháng 5, anh Nguyễn Trung Dũng, 41 tuổi, lái xe hơi 7 chỗ chở con trai 8 tuổi trên quốc lộ 53 hướng từ tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long. Khi đến dốc cầu Ông Me Lớn thuộc huyện Long Hồ ở Vĩnh Long thì xe bị mất côn và sau đó khói lửa bốc lên nghi ngút ở phần nắp capo. Anh Dũng vội dừng xe, ôm con và đạp cửa thoát ra ngoài. Lửa bùng lên bao trùm đầu xe hơi ngay sau đó. Hai xe chữa cháy được cảnh sát điều đến hiện trường, dập tắt đám cháy trong vài phút. Toàn bộ phần đầu và nội thất trong xe đã bị cháy rụi. Giao thông trên quốc lộ bị ách tắc, anh Dũng cho biết,
mượn chiếc Kia Sorento này của một người bạn ở thành phố Vĩnh Long vào sáng cùng ngày để đi công việc. Nguyên nhân đang tiếp tục được điều tra. Đề nghị xem xét lại vụ bị cáo 77 tuổi dâm ô trẻ em. Vào sáng ngày 14 tháng 5, bà Lê Thị Nga là chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã cho rằng phiên tòa xét xử vụ án dâm ô trẻ em ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang khiến cho dư luận dậy sóng. Tòa án Nhân dân cấp sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù, nhưng Tòa án Nhân dân cấp phúc thẩm lại giảm xuống còn 18 tháng nhưng hưởng án treo. Vì vậy, bà Nga nói Hội bảo vệ quyền trẻ em có văn bản đề nghị xem xét lại bản chất vụ án, trong khi tình trạng xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng. Bị cáo trong vụ án này bị tố phạm tội nhiều lần, thái độ của bị cáo trước phiên tòa là có vấn đề. Theo đó, vào chiều ngày 13 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu và bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người đúng tội, không oan sai. Đồng thời, khi lượng hình cấp sơ thẩm đã cân nhắc những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ mà tuyên 3 năm tù đối với bị cáo Thủy. Trước đó, vào ngày 11 tháng 5, tại phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhận định các bằng chứng cho thấy ông Thủy có hành vi dâm ô với một bé gái. Bé còn lại không có đủ căn cứ nên tòa chấp nhận một phần bản kháng cáo của bị cáo. Hội đồng xét xử tuyên giảm án cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy từ 3 năm tù, còn xuống 18 tháng tù treo về tội dâm ô với trẻ em. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam Thành đến tỉnh cùng với Thi Nhung và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.